chua lắm đâu, ăn ăn chua chua còn ngọt hơn. Chua chua ngọt ngọt. Và lấu xiêu chị. Và mũ câu. Rồi đi. Đi vào chợ Hạ Long. Hello mọi người, mình đang có mặt tại chợ Hạ Long. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng nhé. Chợ lúc mình đi thì hơi vắng khách, một phần cũng là do Hạ Long đang vào mùa du lịch thấp điểm, chủ yếu là khách địa phương thôi. Bây giờ mình đang kiếm chợ hải sản để quay hải sản tươi cho các bạn xem. Mình cũng thích hải sản nên sẽ mua một ít về để nấu ăn. Anh em họ hàng nào. Em ơi, ăn vào được gì thì cho con cái này. Vào đây không? Chợ hải sản vào đây. Đi qua. Khó đi em. Sáng chân thật đấy. Đi vào chào bác chanh câu. Wow. Cá này là cá bông hả? Cái này là cá sông. Cá sông. Wow, nó cũng ngon đấy nhỉ. Con này con gì chị? Con mú và lấu xiêu chị. Và mú câu luôn nè. Sao mú à? Bắt đầu mua tí này để lấu xiêu. Ừ, lấu thả, thả chua, sống luôn. Đây chỉ khoảng 2 cân chị. Còn cá bé quá à. Chị ơi, bé ăn mới là xịt chị ạ. À. Đây nhưng không mấy thối đâu, toàn các câu của em à. Đây là toàn những câu chị nhìn đây biết rồi. Chị ơi, cá này có ăn được. Bé lắm để làm mới mất công. Em làm thôi. Ừ. Ăn được cá to vậy. Cá sông. Quay con này, quay con này để mặt cháu quay nhờ tí. Muốn ăn tôm heo kho. Muốn ăn tôm heo kho. Đấy, buổi chiều. Cái thoải mái đi anh chị, không phải không chị? Nghêu nghêu. Con này là con cá qua mình rồi đó. Chợ thì với rất nhiều loại hải sản tươi sống do người dân mới đánh bắt được, đặc biệt là hải sản ở đây rất là to. Đi chơi đã chưa mua. Sau khi thăm chợ hải sản một vòng thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là chợ bán khô và chợ ăn chè không? Ăn chè không? Ăn đi các bạn ơi. Ăn tàu này khó. Bao nhiêu một ly vậy? Ăn tàu phở. Okay. Ừ, mang về. Tới 2 ly ha. 2 ly. 2 ly nhé. Dạ. Chả mực, một loại đặc sản mà bạn phải thử khi đến Hạ Long. Chả mực. Rút tép, rút bè, rút tôm. Cái gì? Đến chợ Hạ Long thì các bạn sẽ bắt gặp
rất nhiều cái tiệm bán chả mực. Các bạn có thể mua về để làm quà cho người thân và gia đình. Giá dao động từ 300 đến 500 nghìn đồng một ký. Cái này là gì đó? Cái này phải me rừng. Me rừng. Mấy lạng có không? Thử không? Mấy lạng có được, quả này rừng mới có đấy. Chua lắm hả chị? Không chua lắm đâu, ngọt ngọt. Ăn thử cái gì? Nếu mà phai này để em coi ăn được, em sợ nó chua quá. Không chua lắm đâu, ăn chua chua ngọt ngọt, hơi chua chua thôi. Me rừng ăn không? Ăn thử miếng không? Ăn đi. Ăn được. Em ăn đi, ăn thử đi. Lâu. Lâu. Đây có mấy cô. Ăn ơi. Ở mấy con bé nó xe máy kia là ba cái. Ba cái. Chua ngọt thế ăn cho muối tự nhiên. Ơ me rừng. Cắn thử miếng. Ngọt lắm. Chua chua ngọt ngọt. Nhìn nó giống như trái gì ta? Mạnh á. Nhìn giống như trái gì? Nhiêu ký vậy? 10.000 một lạng. Có mấy lạng nhé? 100.000 một ký hả? Lạng 100g ấy. Ờ thì 100.000 ký. Cái này mua lửa con nhé. Cái này ăn kiểu là cho nó có bị rừng. Nghe rừng hay nó lạ ta? Nghe nó ngọt ngọt mặn mặn đấy. Ờ. Nó còn. Ăn thêm gì nữa? Wow. Thú vị á. Trả tiền đi. Ngay phía sau chợ Hà Long là khu vực vịnh luôn, nhìn rất là xinh. Đây là ngay vịnh. Hay là mình ra đó bắt xe. Ôi nắng quá. Trời cũng khá là nắng rồi nên chúng mình sẽ tạm kết thúc video ở đây. Video clip sau thì mình sẽ quay cho các bạn những đặc sản mà nổi tiếng ở Hà Long. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.